Dạ vâng, tượng gỗ xưởng Người Đồng bên em xin gửi lời chào đến quý anh chị và các bác. Chúc cho quý anh chị và các bác đang theo dõi video này có một sức khỏe dồi dào, một công việc thuận buồm xuôi gió, an nhiên, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và trong video này em hãy đưa lên một cái tác phẩm, một cái siêu phẩm bên em mới vừa chế tác trong buổi sáng hôm nay xong các bác nhé. Là một tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc, được chế tác trên một cái phôi gỗ rất là tự nhiên, phôi gỗ gốc cây, phôi gỗ hương ta, hương Gia Lai. Và tác phẩm này có chiều cao là 1m27, chiều ngang là 80 và chiều sâu là 39 các bác nhé. Giao lưu với đại gia đình nhà mình các bác là 18.300.000 đồng. Và em sẽ bao vận cho tất cả quý anh chị và các bác toàn quốc các bác nhé. Vâng, bao vận toàn quốc cho đại gia đình nhà mình. Và các bác có thể thấy này, nói đến chú Nhất Long hay gọi là chú Rồng thì mang một cái ý nghĩa rất chi là đặc sắc phải không ạ? Là thể hiện quyền uy, thể hiện sức mạnh, thể hiện cái vị thế của gia đình nhà mình các bác nhé. Vâng, trong công việc được thăng quan tiến chức, tác phẩm này có kích thước rất là to. Và em sẽ di chuyển màn hình máy quay để quý anh chị có thể thưởng lãm chi tiết rõ ràng về cái thần thái diện mạo cũng như là toàn thân hình của chú Rồng này các bác nhé. Vâng, thần thái diện mạo đi ạ, được nghệ nhân em châm tỉa từng cái bộ râu ở hai bên đi ạ, rất là kênh bong, cho đến là những cái vết sần ở trên đầu, rồi là cho đến là những chiếc sừng, chiếc vảy các bác nhé. Có thể thấy là một thần thái diện mạo rất là dữ dằn, vô cùng là oai hùng các bác nhé. Rất là dữ dằn. Và ở thân hình chú Rồng này cũng có những chiếc vây, rồi là những cái đường vảy kép đấy ạ, rất là rõ ràng và chi tiết các bác nhé. Vâng, như là một cái bộ áo giáp của chú Rồng đấy ạ. Vâng, rất là to và rất là chi tiết đấy ạ. Những cái điểm sần được nghệ nhân em châm tỉa rất là kỹ càng ở tác phẩm này. Ngoài ra thân hình chú Rồng này được nghệ nhân em châm tỉa và đục rất là thoát dáng, những đường nét uốn lượn rất là mềm mại, uyển chuyển, thướt tha các bác nhé. Vâng, toát lên một cái sức mạnh phi thường, toát lên một cái sự mạnh mẽ các bác nhé, rất là tuyệt vời ở cái phôi gỗ này. Và ở dưới các bác tưởng lãm trong dai là một viên ngọc đấy ạ, mang lại may mắn, mang lại sự bình yên cho gia đình nhà mình và mang lại sức khỏe, mang lại vui vẻ cho cả người thân và gia đình nhà mình các bác nhé. Với những điểm chun sụn hương này, rồi là những cái đường hoa lu đấy ạ, và những điểm hoa lu ở trên xung quanh viên ngọc đấy ạ, một tác phẩm quá là tuyệt vời đúng không ạ. Một phôi gỗ tự nhiên và một phôi gỗ này là rất là già các bác nhé, những điểm hoa lu và những đường chun sụn hương. Vâng, ở trên một cái quả ngọc. Vâng, một quả ngọc đấy ạ, rất là tuyệt vời. Và em sẽ di chuyển màn hình máy quay ra xa để quý anh chị và các bác có thể thưởng lãm đằng sau tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc này của bên em, một phôi gỗ rất là tự nhiên các bác nhá. Đục tứ diện tác phẩm này và đục rất là kênh bong thoát dáng chú Rồng đấy ạ. Vâng, đằng sau, trước sau đều như một các bác nhá, những đường nét châm tỉa rất là kỹ càng của nghệ nhân bên em. Và ngoài ra là những cái đường vâng, phôi gỗ rất là tự nhiên, từ thiên nhiên ban tặng tạo hóa ra một cái phôi gỗ đẹp như này và tuyệt vời, to như này đúng không ạ? Vâng, một cái lũa gỗ đấy ạ. Lũa gỗ bên em chỉ làm sạch những lũa gỗ này và vẫn để tự nhiên cho các bác, cho anh chị đây ạ. Vâng, đây là mặt sau. Và mặt sau là còn có những áng mây bay lơ lửng đấy ạ, bay lơ lửng xung quanh chú Rồng uốn lượn này, một cái hình thể rất là mềm mại phải không các bác ơi? Quá là tuyệt vời cho toàn bộ tác phẩm này. Một phôi gỗ rất là già các bác nhá, gồm với những điểm chun sụn hương và những đường nét châm tỉa rất là kỹ càng của nghệ nhân anh em, từ thần thái diện mạo cho đến là dáng của chú Rồng đấy ạ, dáng thoát dáng này, rồi là những cái bộ móng vuốt. Vâng, bộ móng vuốt, rồi những cái bộ cựa đây ạ. Vâng, rất là rõ ràng, rất là sắc nét và rất là to các bác nhá, một tác phẩm siêu VIP bên em mới hoàn thiện trong buổi sáng hôm nay đấy ạ. Vâng, những đường vây, đường vảy kép rất là rõ ràng, những áng mây bay lơ lửng xung quanh tạo lên một cái tác phẩm quá là hoàn hảo, quá là hoàn mỹ các bác nhé. Và em xin phép quay lại đằng trước để các bác có thể thưởng lãm tác phẩm này một lần nữa các bác ơi. Một tác phẩm đục tứ diện cho các bác. Nhìn góc độ nào thấy cái vẻ đẹp của cái chú Rồng này thoát ra các bác nhé. Quá là tuyệt vời phải không ạ? Và em xin nhắc lại chiều cao để đại gia đình nhà mình có thể là cân đối, giao lưu. Chiều cao của tác phẩm Nhất Long Vườn Ngọc này là 1m27. Chiều ngang là 80, chiều sâu là 39 các bác ơi. Và giao lưu với đại gia đình nhà mình là 18.300.000 đồng. Anh chị và các bác quan tâm tới tác phẩm thì liên hệ qua hai số hotline quen thuộc của bên em là 0987336318 và 0966336318. Tượng gỗ xưởng Người Đồng bên em luôn luôn chế tác ra những cái tác phẩm, những cái siêu phẩm từ những cái phôi gỗ có giá trị tầm trung cho đến những cái phôi gỗ có giá trị tầm rất là cao các bác nhé. Như đặc thù là phôi gỗ Vương Mặc Tử Đàn, phôi gỗ lưu hương, những cái phôi gỗ chun sụn hương, hương tang Gia Lai, rất là nhiều tác phẩm được chế tác trên phôi gỗ chắc đỏ đen. Vâng, rất là nhiều loại phôi gỗ đấy ạ. Và tượng gỗ xưởng Người Đồng bên em hai cơ sở đều nằm trên quốc lộ 38 thuộc làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương.
Số hotline quen thuộc bên em là 0987336318 và 0966336318. Các bác, anh chị đang theo dõi video này, ai chưa theo dõi tượng gỗ xưởng đồng của bên em thì hãy ấn vào hình quả chuông để cập nhật những cái video, những cái buổi live stream mới nhất của bên em vào thường ngày thường xuyên các bác nhé. Và em xin cảm ơn quý anh chị và các bác đã đồng hành và theo dõi video của em trong vài ngày hôm nay. Vâng, và xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị và các bác trong những video tiếp theo của bên em.